Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Đại Lý Vĩnh Hòa. Đây, nằm trên đường Hùng Vương nha các bạn. Thì địa chỉ cụ thể luôn là ở số 115, 117 và 119 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng. Thì hôm nay mình sẽ đến đây để mình cập nhật giá dòng xe Winner. Vừa rồi cũng đã có bạn mong mình cập nhật vào tháng 12 này. Hôm nay chính xác là ngày 2 tháng 12, 2021, những ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Xem giá Winner như thế nào ha. Thì như các bạn đã biết, chương trình hỗ trợ 5 triệu vẫn còn nha các bạn. Vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ. Bây giờ mình báo cái giá này. Hiện tại thì có một tin vui cho các bạn là Vĩnh Hòa chỉ bán hai giá thôi, cho phiên bản thể thao 0A và phiên bản có A. A ở đây là ABS đó các bạn. Đây ha, đây là cái vòng độc ABS nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào báo giá trước một cái ha. Báo giá đi, rồi nói gì nói ha. Với phiên bản thể thao, mình báo giá này là đã giảm trừ 5 triệu luôn nha các bạn, cho nó dễ. Thì giá hiện tại là 31.990.000. Mình ví dụ như phiên bản màu đỏ đen, phiên bản màu đen bóng là 31.990.000. Đó, là đã trừ 5 triệu rồi nha. Trừ 5 triệu rồi. Còn phiên bản có phanh ABS, mình ví dụ như phiên bản màu đen vàng đồng, phiên bản cao mô xanh đen bạc, phiên bản đường đua và phiên bản cao mô đỏ đen bạc. Đây ha. Thì tất cả những phiên bản này đều có giá là 35.990.000. Rất là tốt. Thì lúc trước á, phiên bản HRC là hay cao hơn đúng không? Nhưng bây giờ thì nó bằng nhau hết rồi. Thì với những bạn mà muốn mua phiên bản HRC á, thì giá bây giờ nó ngợi hơn lúc trước. Như vậy ha. Còn với những phiên bản màu độ thế này á, thì các bạn sẽ cộng thêm cho mình là 3.500.000. Bảo hành màu sơn là 3 năm. Thậm chí là các bạn có muốn đặt màu á, thì cứ đến cửa hàng mình đặt màu sơn được luôn nha các bạn. Sơn mâm nè, sơn nước sơn gì đó, màu gì đó, tùy các bạn. Các bạn cứ đưa mẫu đến thì cửa hàng sẽ sơn theo ý định của các bạn luôn. Và mình xin nhắc lại vấn đề 5 triệu này để các bạn hiểu rõ hơn nha. Cái giá mình báo từ nãy giờ là đã trừ 5 triệu rồi. Cho nên nếu các bạn đến mua, mình ví dụ như mua phiên bản này đi, mình thích cái màu đen này quá đi, cái mình muốn mua cái phiên bản màu đen này, anh Khải anh báo giá là 35.990, mình làm tròn là 36 chẳng hạn. Nhưng mà khi các bạn đến mua xe thì các bạn phải chuẩn bị cho mình là 41 triệu nha. Tại vì mình phải cộng thêm 5 triệu nữa. Biết vì sao không? Vì khi mình mua xe xong xuôi rồi á, mình có cặt vẹt gốc, cặt vẹt đó các bạn, mang đến cửa hàng thì cửa hàng mới giảm trừ 5 triệu. Đó, mới giảm trừ 5 triệu nha. Và nếu các bạn mua trả góp, mua trả góp thì vẫn được hưởng cái chương trình giảm 5 triệu này. Tuy nhiên mình góp là có lãi suất nha các bạn. Góp có lãi suất nha. Qua những ngân hàng ví dụ như là HD nè, Home rất đẹp nè, FE nè, ZAC nè chẳng hạn. Góp có lãi suất nha các bạn. Xin nhắc lại, cho phép mình đọc lại cái giá một lần nữa nha. Phiên bản thể thao là 31.990, phiên bản có ABS là 35.990. Giá này là đã bao gồm VAT và đã giảm trừ 5 triệu rồi. Các bạn lưu ý nha, đã giảm trừ 5 triệu rồi. Chương trình này vẫn tiếp tục cho đến hết tháng 12 này luôn. Hy vọng là qua tháng sau không biết sẽ như thế nào. Còn những số điện thoại của các bạn nhân viên ở đây á, mình sẽ để trong phần mô tả nha các bạn. Trong phần mô tả nha, cũng như là địa chỉ cửa hàng luôn. Có gì á, các bạn cứ tư vấn vấn đề khuyến mãi nè, rồi trả góp nè, về vấn đề ship xe nữa nếu có thể được. Còn bây giờ thì mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Xin chào các bạn luôn nha.